Sáng nay, tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học cho trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Tại buổi lễ, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Xác định kiểm định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đổi mới chương trình đào tạo, từ năm 2015 đến nay, hai trường đã tiến hành tự đánh giá và đánh giá ngoài, không ngừng đổi mới cập nhật chương trình đào tạo. Tháng 12 năm 2021, Trung tâm kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành kiểm định chu kỳ 2. Cả hai trường đều đạt điểm trung bình trên 4.0 ở bốn lĩnh vực được kiểm định. Đây cũng là hai trường đại học đầu tiên trên cả nước tiến hành kiểm định chu kỳ 2, vượt qua những yêu cầu nghiêm ngặt. Kết quả kiểm định được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng, vị thế và uy tín quyền tự chủ từ chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học